Do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là Bồ Tát, ai là A-la-hán. Nhưng nếu quý vị là một trong các vị đó thì đừng nói cho ai biết. Quý vị đừng có đi quanh rồi rao lên rằng tôi là Bồ Tát, các ông nên lắng nghe những gì tôi nói. Tại sao quý vị không được làm như vậy? Vì Đức Phật cấm không được làm điều đó. Thế nên các vị Bồ Tát và A-la-hán cùng làm những việc như mọi người đang làm. Nhưng khi làm việc đó thì các ngài xưng tán Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vào tam ma địa. Họ có thể đắm mình vào trong cùng một công việc với người khác, nhưng để giảng nói Phật Pháp vào mọi lúc thích hợp. Phật Pháp rất hay, không có gì sánh bằng. Và với cách này họ sẽ khiến cho người nghe bị lôi cuốn, như thể họ đang ăn một cái kẹo. Điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong Ngữ Lục. Thời xưa ở Trung Hoa, vào đời Đường có một vị tăng pháp danh là Đỗ Thuận. Ngài thường giảng kinh và thuyết pháp, và ngài còn dạy tham thiền. Có khi ngài lại dạy mọi người niệm Phật. Ngài dùng mọi phương pháp để giáo hóa mọi người. Ngài có một đệ tử đã xuất gia theo học với ngài hơn 10 năm. Thường ngày, chú đệ tử rất để tâm đến công hạnh của thầy mình. Chú cố gắng hiểu xem thầy mình là ai. Có nghĩa là thầy là Bồ Tát, là A-la-hán hay có khi là Phật. Cuối cùng sau 10 năm, chú đi đến kết luận rằng thầy mình, Pháp Sư Đỗ Thuận, là một người bình thường, chẳng có điều gì khác lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng như mọi người khác ăn, thầy mặc cũng như mọi người đều mặc, thầy ngủ cũng như mọi người ngủ, thầy không có điều gì khác hơn mọi người. Thế nên chú đệ tử dứt khoát thầy mình không phải là Phật hay là Bồ Tát hay là A-la-hán. Do vậy nên chú đến bên thầy vái tạ, xin rời khỏi thầy. Ý định của chú là gì? Chú định lên núi Ngũ Đại Sơn để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với hy vọng được giác ngộ. Chú thưa, bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm và con chẳng thấy mình học được điều gì. Con không hiểu điều gì cả, con thật là ngu đần. Và con quyết định đi lễ bái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với hy vọng rằng con sẽ có được trí huệ. Được rồi, thầy nói. Con muốn triều bái Ngũ Đại Sơn thì hãy đi. Thầy có hai phong thư, trên đường đi nhờ con trao giúp. Một cái trao cho cô Thanh Lương và một trao cho Trư Lão Mẫu. Khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong bì là cô Thanh Lương, cô ta đã trở thành một cô gái điếm. Chú đệ tử quá đỗi ngạc nhiên. Cớ gì mà thầy mình viết thư cho một cô gái điếm? Chú tự hỏi. Hay cô ta là người yêu của thầy và thầy nhờ mình làm người môi giới? Nhưng chú trao thư rồi nói, thầy tôi, Đỗ Thuận, có gửi thư cho cô. Cô Thanh Lương nhận thư đọc rồi ngồi xuống nói, tốt, ông ấy đi, ta cũng sẽ đi. Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi. Cô ta đã nhập niết bàn. Chú đệ tử thấy toàn bộ sự kiện quá lạ và chú cầm bức thư lên đọc. Chú mới biết cô Thanh Lương thật ra là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì lá thư viết rằng, Quán Thế Âm, tôi đã xong việc ở đây và sẽ ra đi, ngài nên đi với tôi. Chú đệ tử thở dài tiếc nuối. Nếu mình biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, mình sẽ quỳ xuống trước ngài. Ta sẽ không đứng dậy cho đến khi ngài nhập niết bàn. Thế là ta có thể có được trí huệ giác ngộ. Sẽ hay biết bao, nhưng nay ta đã bỏ mất cơ hội. Điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu, trước mặt ngài vẫn không nhận ra ngài là Quán Thế Âm. Chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ của Trư Lão Mẫu mà đến. Nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư, không ai biết về người này. Nhưng khi chú đi ngang qua một chuồng heo, một con lợn nái già hỏi chú tìm Trư Lão Mẫu có việc gì? Chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp thứ quái vật nào. Chú vội vàng trả lời, thầy tôi bảo tôi trao một bức thư cho Trư Lão Mẫu. Con lợn nái già nói, ồ tốt, ta là Trư Lão Mẫu đây, chú có thể đưa thư cho ta. Con lợn nái già nhận thư và xem. Thật khó hiểu ra làm sao bà ta có thể biết được trong thư nói gì. Tuy nhiên khi xem xong, bà ta ngồi xuống và nói, ồ, việc của ông ấy đã xong, ta cũng sẽ đi. Và bà ta chết. Khi chú đệ tử xem thư, biết bà ta chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Có lẽ nào Bồ Tát Phổ Hiền đúng thực là con heo kia. Chú vẫn còn vướng mắc những nỗi nghi ngờ. Chú chẳng quan tâm đến công việc gì mà thầy chú đã làm xong như lời trong thư. Chú lên núi Ngũ Đại Sơn. Ở đó chú gặp một lão tăng rất già. Ông ta hỏi chú đến đây làm gì?
Tôi đến để lễ bái Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và mong được trí huệ giác ngộ. Cái chú này, lão tăng nói, chú lên đây để lễ bái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhưng lễ bái thầy chú còn tốt hơn gấp ngàn lần. Chú đệ tử hỏi, tại sao? Thầy chú, Hòa Thượng Đỗ Thuận chính là Đức Phật A Di Đà tái thế. Ngài thị hiện ở cõi nhân gian để giáo hóa chúng sinh. Chú đã là đệ tử của Ngài hơn 10 năm, sao chú không nhận ra được điều đó? Ôi thầy, tôi là Đức Phật A Di Đà. Chú đệ tử nói, trông thầy chẳng giống Đức Phật chút nào cả. Khi chú nhìn lại, lão tăng già đã biến mất. Rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo chú hãy quay trở về tức khắc. Với thầy mình là Hòa Thượng Đỗ Thuận, Ngài chính là Đức Phật A Di Đà. Sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó, chú đã gặp được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bằng xương thịt và Ngài bảo chú hãy quay trở về với thầy mình. Chú vội vã quay trở lại, Hòa Thượng Đỗ Thuận đã viên tịch hôm qua. Một lần nữa, chú bỏ mất cơ hội. Chú đã là đệ tử của Đức Phật A Di Đà hàng 10 năm mà không nhận biết điều ấy. Chú bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm những gì quá xa xôi, chỉ tìm thấy được một điều là nên quay trở về với thầy mình. Bây giờ còn ai để gặp nữa?